giám sát khoảng cách và thời gian va chạm với xe phía trước. Trên màn hình sẽ hiển thị bằng số, đơn vị tính là giây. Khi Movon phát hiện xe phía trước từ xa trên cùng làn đường của mình, hệ thống sẽ đưa ra thông báo bằng hình ảnh ô tô màu xanh. Khi trên màn hình hiển thị số giây, chính là thời gian có thể dẫn đến va chạm với xe phía trước. Lúc này hệ thống bắt đầu giám sát liên tục thời gian có thể dẫn tới va chạm của hai xe trên màn hình. Hệ thống này sẽ liên tục thay đổi dựa vào khoảng cách và vận tốc thực của xe. Khi thời gian dẫn tới va chạm ở mức nguy hiểm, trên màn hình hiển thị chuyển sang màu đỏ và cảnh báo bằng âm thanh. Hệ thống sẽ thông báo cho tài xế kịp thời điều chỉnh khoảng cách và giảm tốc, giúp lái xe an toàn hơn. Hệ thống sẽ liên tục giám sát theo thời gian thực và thông báo cho tài xế về thời gian va chạm.